Chào quý vị, thì chiều nay đá quý thiên nhiên Nguyễn Quân có soạn ra được hai cái game mẫu nhẫn mới vừa nhận về từ ở bên đối tác của QNC Silver. Thì mình sẽ quay từng chiếc và tách ra từng clip gửi cho các quý vị xem ha. Thứ nhất là một cái mẫu nhẫn này, để Quân mở ra ha. Cứng quá. Đây là một mẫu nhẫn khá là huyền thoại, và đây là sẽ là một trong những cái mẫu nhẫn tương lai là không có bao giờ lỗi thời các bạn. Chúng ta cùng xem nhé. Quân quay cận gần cho các bạn xem ha. Quá đẹp phải không ạ? Thì kết hợp với cái mẫu nhẫn này á, là Quân có ý tưởng làm thêm vào trong đó một cái logo của dòng tu, rồi là dự bị của chỗ nhà thờ Quyền Sĩ ha. Thì design này là một trong design không có lỗi thời nha các bạn, sẽ không lỗi thời một chút nào ha. Rồi Quân rút viên đá ra và Quân cho các bạn xem ha, chi tiết bên trong nha. Rồi, chúng ta cùng xem và bình phẩm cái tác phẩm này. Thì đây là một cái viên đá Hotolay đỏ, mà đúng sắc đỏ luôn các bạn. Rồi, đính xung quanh là các cái tấm. Quân sử dụng tấm xịn A7 và kết hợp với lại cái đai có hoa văn cổ. Bạn trai này là một người khách rất là thân với Quân, và cũng là một trong những người bạn cao to. Niên tài tới 28 thì các bạn nghĩ chiếc nhẫn này vừa cỡ nào ạ? Thì anh cũng yêu quý mình và theo dõi mình một thời gian dài. Hôm nay anh nói anh Quân làm cho em một chiếc nhẫn đi, để em đeo kỷ niệm hai Covid 2020, 19-20 ha. Thì ở cái dòng QNC Premium thì cũng có cái ngày khai sinh của chiếc nhẫn, và tất cả các sản phẩm QNC Premium đều có giác lòng, mỗi năm được chế độ spa một lần ha các bạn. Rồi chúng ta cùng ngắm ha, tất cả các cái phương án rồi là hiệu ứng màu sắc của kim loại trên bạc QNC Silver dòng cao cấp đều được làm được nha các bạn nha. Có bất cứ yêu cầu gì chúng tôi đều đáp ứng được về màu sắc kim loại. Ví dụ như đây là đường viền vàng 18, quá đẹp phải không ạ? Rồi thì thưởng lãm một tác phẩm như thế này, và nó phụ thuộc vào ý kiến và sự yêu thích của người khách trao ý tưởng lại cho đơn vị đá quý thiên nhiên Nguyễn Quân, thì Quân sẽ hỗ trợ các bạn bằng cách là đưa ý tưởng đó đến cho đội ngũ của QNC Silver, để họ cùng với khách hàng, cùng với chúng ta tạo ra những cái tác phẩm đẹp như thế này. Rồi buổi chiều xin chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, một ngày cuối ngày an lành và hạnh phúc nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.